Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo là video hôm nay thì mình không sửa chữa gì các bạn nhé, mà là hôm nay các bạn xem nhiều video của mình ấy, thì các bạn có hỏi mình rằng là cái con biến áp xung cái con hàn xung này của mình mua bao nhiêu tiền, và các bạn ấy muốn xem lõi bên trong là như thế nào. Thì trả lời với các bạn rằng là con này mình mua với 115.000. 115.000 các bạn, không quá đắt. Nó tóm lại là cái biến cái mỏ hàn xung này nó có rất là nhiều loại, 250, 300 hoặc là 500 cũng có. Thì tuy nhiên tùy vào phù hợp và cái mục đích của các bạn sử dụng như thế nào. Ví dụ như các bạn mà sử dụng để hàn những cái linh kiện điện tử lớn ấy, thì các bạn phải mua những cái con mà nó có cái nguồn nó lớn hơn. Nhưng mà đối với mình thì mình chỉ sử dụng ở bình thường, sửa chữa vặt vãnh những cái đồ trong nhà thôi, thì mình sẽ không cần thiết là phải mua những cái biến áp nó có cái nguồn quá khỏe. Đây, thì bên đây chính là cái con biến áp của mình, cuộn hàn xung. Đây, dưới nó là cuộn đồng, ở trên đây chính là nó cái đầu ra, đầu hàn của nó đây. Phe của nó nhìn khá là chắc chắn các bạn ạ, không đến nỗi. Nó có mỗi cái này nhìn, cái hôm này cái này về thì nó có đèn ở đây nhưng mà nó lỏng la lỏng lẻo quá, cho nên là mình phải bắn cái keo nến vào đây để cho nó giữ chắc. Đấy các bạn thấy không? Đây. Đấy. Cái loại 100.000 thì nó chỉ như này các bạn thôi à. Nó không hơn được. Đấy, bên trong nó chỉ có thế này thôi. Mình mua ở ngoài quán thì có giá là 115.000 đồng. Bảo hành 6 tháng luôn, bao test đảm bảo. Đấy, người ta nói rằng là đảm bảo với cháu rằng là cái này của chú sẽ bảo hành cho cháu 6 tháng, nếu về ở cái thời gian đấy mà bất kỳ nó bị hỏng hay là như thế nào thì mang đây đổi thẳng luôn, không phải nghĩ ngợi gì các bạn. Bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn xem cái hàn của nó có nhanh hay không. Thì đấy, mình vừa tháo cho các bạn xem thì các bạn có thể tùy theo cái mục đích sử dụng của mình như thế nào thì các bạn có thể mua cái loại hàn nó phù hợp với cái mục đích sử dụng. Nếu như cái những cái loại mà hàn mà nó thiếc, mà các bạn mua cái hàn mà nó bằng cái đầu bút ấy, nó bé. Mình cũng sử dụng trước kia thì mình cũng sử dụng một lần cái đó rồi. Thì tuy nhiên nó không ổn cho lắm các bạn. Tại vì khi mình hàn thì nó hay bị sống thiếc lắm. Mà nếu mà hàn lâu thì những cái mạch điện tử này nó bị hỏng hết, nó bị bong. Bây giờ thì mình sẽ gỡ một cái này ra để cho các bạn xem là cái độ nóng của nó như nào. Đây, bấm thì đèn nó lên đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cái nó có tháo cái điện tử này ra nhanh hay không. Con này mình sẽ tháo cái con này ra. Con này tận 3 chân cơ, rất là khó tháo các bạn. Đấy, cái hàng này hàng hơn 100.000. Con này 3 chân nên nó sẽ khó tháo hơn những cái con kia. Dùng cái con này thì mình cũng thỉnh thoảng, nếu mà mình có dí lâu quá thì nó cũng hay bị bong các mối hàn quá. Nhưng mà dùng con này thì giờ thì cảm giác là nó ít hơn rồi.
Đấy. Các bạn nhìn không? Hàn thiếc rất là chín. Chín thiếc, không bị sống thiếc. Rồi, thì vừa rồi thì mình cho các bạn xem cái mỏ hàn của mình mua với giá 115.000 thì nó như thế nào. Ở đây cũng là một cái cách mà để các bạn có thể tham khảo thêm để lựa chọn xem sẽ chọn được cho mình cái những cái mỏ hàn sung thật là hợp lý với cái công việc của bạn. Rồi, video của mình chia sẻ các bạn đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.